Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tỉnh thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa Bình đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Israel cho phép vận chuyển hàng viện trợ cho dân thường ở dải Gaza qua khu vực biên giới với Ai Cập. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tỉnh thống nhất thời gian nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023. Tại kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích rõ hơn những nội dung liên quan đến các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp nhằm thống nhất nội dung, đảm bảo chất lượng và mốc thời gian. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh với nhiều nội dung quan trọng. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Nội dung của kỳ họp thì thống nhất như tờ trình của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và đồng dân tỉnh, chúng ta sẽ tổ chức thành 3 ngày và các nội dung thời gian dành cho thời gian thảo luận, dành thời gian để các ban chuẩn bị và cũng như cho địa ban để tiếp thu và làm sáng cái ngày hôm sau đó, ngày sau khi buổi chiều trước là chất vấn và dành gần như 2 ngày để cho các tổ thảo luận, đồng chí cũng dành thời gian. Thì cái báo cáo đề nghị ủy ban là báo cáo tóm tắt thì bờ trình thì cũng rất tóm tắt và gọn thôi. Thì cái này là nghĩ là văn phòng ủy ban có khi họp để đề nghị các ngành, thứ nhất bước từ các ngành để xin ý kiến lần cuối để trình ủy ban tỉnh, thì cũng nên mời các ban để cùng tham gia để xây dựng cái nghị quyết để chúng ta cùng phối hợp làm cho tốt. Thống nhất các đồng chí, tất cả các đồng chí lãnh đạo các sở, giám đốc sở được chủ tịch ủy ban nhân dân và ủy ban nhân tỉnh ủy quyền để giải trình trước các ban thẩm tra, đề nghị là giám đốc sở. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng hoàn thiện các nội dung dự thảo tờ trình theo mốc thời gian đã thống nhất đề ra. Các cơ quan đơn vị soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra theo thẩm quyền, đảm bảo thời gian và chất lượng. Mọi công tác chuẩn bị cần đảm bảo kỹ lưỡng để kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 diễn ra chất lượng và đạt kết quả. Ngày 19 tháng 10, Ban tổ chức lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 đã tổ chức họp báo. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức lễ hội và hội chợ chủ trì hội nghị.
Lễ hội và hội chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, gồm 7 nội dung: lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà, hội nghị chuyên đề ngành thủy sản toàn quốc với chủ đề phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, chương trình khai mạc lễ hội, giải thi câu trên lòng hồ Hòa Bình gắn với quảng bá nét văn hóa và giới thiệu cảnh quan du lịch Hòa Bình, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, tọa đàm khuyến nông chuyên ngành thủy sản với chủ đề giải pháp bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà. Lễ hội và hội chợ diễn ra tại thành phố Hòa Bình và ba huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc. Tại cuộc họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí, trung ương và địa phương đã trao đổi những nội dung tác nghiệp trong suốt lễ hội như đấu giá cá đặc sản, khai trương tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Hòa Bình, công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý thiết bị bay flycam, đầu mối cung cấp các thông tin cho báo chí. Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị ban tổ chức cung cấp đầy đủ thông cáo báo chí cho các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lễ hội và hội chợ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định đây là dịp quảng bá thương hiệu cá tôm sông Đà và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình và khu du lịch vùng hồ sông Đà, góp phần kích cầu du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét về sự kiện này. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 10, đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội đã làm việc và khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về nhu cầu đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát tại khoa ngoại tổng hợp, ngoại tiết niệu, gây mê hồi sức và chấn thương chỉnh hình, xét nghiệm huyết học. Sau khi thảo luận và thống nhất các kỹ thuật cần chuyển giao cũng như là đánh giá nhu cầu thực tế và năng lực triển khai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề xuất được hỗ trợ chuyên môn các chuyên ngành, cụ thể gồm 14 danh mục hỗ trợ, trong đó có phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt, gây tê đám rối thần kinh và giảm đau sau mổ. Đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển nhân lực chuyên môn, đào tạo tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao, đảm bảo các gói kỹ thuật của Bệnh viện Việt Đức được tiếp nhận và triển khai hiệu quả, qua đó giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị, mang đến dịch vụ y tế tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn. Ngày 19 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đi kiểm tra việc chấp hành an toàn giao thông tại một số trường học trên địa bàn huyện Lương Sơn. Ban An toàn Giao thông đã kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm của học sinh và việc điều khiển các phương tiện giao thông tại trường tiểu học và trung học cơ sở Cửu Long, trường trung học phổ thông Lương Sơn, trường trung học phổ thông Củ Chính Lan. Qua kiểm tra cho thấy học sinh đã chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đạt khoảng 95%, tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh đội mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn, phương tiện chưa có gương chiếu hậu. Tại buổi kiểm tra, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị Ban An toàn Giao thông huyện Lương Sơn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh, huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông để học sinh đi lại thuận lợi, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Ngày 19 tháng 10, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc gia lần thứ 37 năm 2023. Tham gia giải có 13 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và các ngành trong cả nước, gồm Hà Nội, Thanh Hóa, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long và Hòa Bình. Trên 200 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu, chung kết tính giờ băng đồng tiếp sức nam nữ, băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam nữ, thi đấu đường trường tính giờ đồng đội nam nữ. Giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc gia được tổ chức nhằm tạo một sân chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn cho các vận động viên tranh tài, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện các môn thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu về văn hóa, hình ảnh, con người Hòa Bình đến với các tỉnh bạn. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nội dung chung kết xe đạp địa hình tính giờ cá nhân nam nữ tại đường đua địa hình phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc gia lần thứ 37 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn,
đầu tư công có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư toàn xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp so với cùng kỳ và so với trung bình của cả nước. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ở mức cao nhất, đòi hỏi các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư phải nỗ lực với các giải pháp cụ thể. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng số kế hoạch vốn đầu tư đã giải ngân là gần 1.500 tỷ đồng, đạt 14% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm nay thấp hơn so với cùng kỳ, năm 2022 đạt 31% và thấp hơn nhiều so với trung bình của cả nước, hiện cả nước đạt 51,38%. Trong đó, nguồn vốn thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chỉ đạt 1% kế hoạch vốn giao chi tiết. Nguyên nhân là do khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn đất đắp nên tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Cái khó khăn chung của cả nước cũng như là của tỉnh là mỏ đất đắp, hai là những cái giải phóng mặt bằng, cái thứ ba là cái vốn. Cùng với đó là nguồn thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch được duyệt, vì vậy chưa có nguồn vốn bố trí cho các dự án thực hiện. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023, nguồn vốn thu sử dụng đất mới đạt 133,7 tỷ đồng, đạt 4% so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và bằng 14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, những dự án sử dụng vốn nước ngoài ODA có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa thể giải ngân do gặp vướng mắc trong việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Một số chủ đầu tư còn chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện đăng ký đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 chưa sát với nhu cầu thực tế, dẫn đến một số công trình chưa thể triển khai thực hiện, phải điều chỉnh cắt giảm vốn. Đối với dự án lĩnh vực giao thông sử dụng vốn ngân sách trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mới được giao chi tiết kế hoạch vốn vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 và đang thực hiện các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa thể thực hiện giải ngân. Trong cái thực hiện thì cũng phối hợp giữa ban quản lý dự án với ban giám sát cộng đồng của xã chúng tôi đồng phối hợp rất tốt. Từ khi là giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng mà là công tác khởi công, nghiệm thu các hạng mục công trình giữa ban quản lý dự án chúng tôi là cũng phối hợp rất tốt. Để giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt 90% kế hoạch vốn được giao, hiện nay kết quả giải ngân vốn đầu tư công đã được đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Một trong những cái giải pháp để đẩy nhanh cái tiến độ thì tôi cho rằng là phải Ủy ban dân huyện, các sở ban ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và có cái giải pháp cụ thể chi tiết đối với từng chương trình, từng dự án và từng cái danh mục và từng cái nội dung thực hiện trong cái chương trình này. Chúng ta phải hết sức là cụ thể và chi tiết và tìm các cái giải pháp tháo gỡ cũng như là cái giải pháp để mà giải ngân. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở ngành đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Kim Bôi đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản. Mai Châu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Kim Bôi tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tạo lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc thù và sản phẩm OCOP, hỗ trợ sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, xây dựng website giới thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhận thấy lợi ích từ việc xây dựng sản phẩm OCOP, ông Đỗ Khắc Phương ở đội 3 xã Nam Thượng huyện Kim Bôi đã triển khai trồng, chăm sóc diện tích bưởi của gia đình theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ đó năng suất chất lượng quả bưởi cũng được nâng lên rõ rệt. Hiện nay ông Phương đã có 500 gốc bưởi da xanh từ 8 đến 10 năm tuổi.
Trung bình mỗi cây cho thu hoạch từ 70 đến 80 quả, trong đó có đến 50 quả đạt chất lượng. Hiện tại, thương lái vẫn mua bưởi tại vườn với giá trung bình 10.000 đến 25.000 đồng 1 kg, mỗi năm cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng, chưa trừ chi phí đầu tư chăm sóc. Tôi làm tôi cũng thấy là mình tốt nhất là vẫn phải đầu tư cái phân hữu cơ ấy nhiều vào thì cái cây nó mới bền được. Tôi bây giờ tôi khẳng định là tôi vẫn cứ phải quay lại để tôi làm bằng được cái bưởi da xanh này mà tôi phải đạt lên được cái điểm mà tôi phải phân đấu lên ôn cốp. Bà con là nếu ai làm được là phải đi sâu từng cái việc của nó. Chứ bây giờ nói cái là làm được luôn thì không ai làm được đâu. Nói chung là phải để mà nói chung ở cái đất Hòa Bình đây là làm cái cây là mình phải yêu cái cây, yêu đất. Với lợi thế về phát triển nông nghiệp và du lịch, các sản phẩm thế mạnh của Kim Bôi chủ yếu là nông lâm sản và dịch vụ du lịch, nên việc hỗ trợ phát triển nhãn hiệu gắn với địa xanh có nhiều ý nghĩa. Kim Bôi hiện có 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và 10 sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp Global Gáp. Trong năm 2023, huyện đang hỗ trợ các địa phương có thêm 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP và 9 sản phẩm chứng nhận Việt Gáp Global Gáp. Với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, từ đó đã nâng cao giá trị nông sản, sức cạnh tranh trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu các sản phẩm, nâng cao đời sống của người dân vùng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới để duy trì cũng như là phát triển các cái sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện thì phòng sẽ tiếp tục tham mưu để hỗ trợ các cái sản phẩm đặc sản đặc hữu của địa phương, như là tiếp tục là thường xuyên kiểm tra thanh tra giám sát việc mà các cái chủ cơ sở thực hiện theo các cái quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn và cũng quan tâm hỗ trợ các chủ thể về các cái thương hiệu nâng hạng sao. Thực tế cho thấy việc phát triển và quảng bá nhãn hiệu là yếu tố quan trọng trong phát huy giá trị của thương hiệu nhằm từng bước ổn định đầu ra cho sản phẩm. Huyện đã và đang khuyến khích các tổ chức cá nhân đổi mới, nâng cao quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng cường áp dụng công nghệ số trong quản lý sản phẩm, chú trọng đầu tư xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản gắn với thế mạnh của từng vùng, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mai Châu có trên 88% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, diện mạo nông thôn của huyện từng bước đổi thay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai về chính sách trên địa bàn huyện vẫn còn gặp những khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Sơn Thủy là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn ở huyện Mai Châu. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc khó canh tác. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân ở xã Sơn Thủy mới đạt 13 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 48%. Trong những năm qua, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Mai Châu đã dành nguồn vốn hàng tỷ đồng, đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi nghề, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi thay. Năm 2019-2020 được nhà nước quan tâm đổ một cái đoạn đường hơn 100 mét. Nói chung là nó hơn 100 mét chiều dài từ đường quốc lộ 6 cũ vào trong nội thôn. Thì hiện nay cái đường nông thôn ở trong xóm thì cũng thuận tiện được 80%, cũng rất là thuận tiện cho người dân đi lại. Mặc dù là điện, đường với lại nhà trường thì cũng đã có cho các con học sinh từ cấp mầm non cho đến lớp hết cấp 1. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các thôn bản được thụ hưởng, tập trung xây dựng kế hoạch. Đồng thời, ngay sau khi được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án thành phần được giao, đảm bảo thời gian theo quy định. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai đến nay, nhiều mô hình của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa thực sự bền vững. Về cái mô hình chăn nuôi, thì cái tiến độ sinh sản của đàn gia súc thì nó rất là chậm. Nó phải từ 1 đến 2 năm thì mới sinh được
ví dụ như trâu và bò. Và đặc biệt là địa phương xã thì đa số là chủ yếu là chỉ có cây luồng, mà vấn đề giá cả về cây luồng thì nó không được cao, cho nên là đối với xã Sơn Thủy hiện nay là cũng còn rất gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề để vươn lên thoát nghèo. Năm 2023, huyện Mai Châu được giao trên 45 tỷ đồng từ chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 9,6 tỷ đồng từ chương trình giảm nghèo bền vững. Đến nay đã phân bổ đạt 100% kế hoạch vốn. Tổng nguồn vốn được giao từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên 33,3 tỷ đồng, hiện đã phân bổ trên 8,4 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch. Tuy nhiên, tính đến tháng 8 năm 2023, cả 3 nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giải ngân vốn từ năm 2022 chuyển sang và năm 2023 mới đạt tỷ lệ gần 50%. Nguyên nhân là do việc thẩm định các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm. Kết quả giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn tuy đạt mục tiêu nhưng chưa thực sự bền vững, cần những giải pháp cụ thể hơn. Mục tiêu chương trình thì có rồi, nội dung có rồi, tuy nhiên thì các xã trong cái chương trình, trong cái quá trình tổ chức thực hiện lập dự toán đang mắc nhiều cái khó khăn, và các cơ quan chuyên môn của ban dân huyện cũng có những cái mắc thì trao đổi với cơ quan cấp trên của tỉnh để hướng dẫn cho các xã tổ chức thực hiện. Thì hiện tại thì cũng đang các xã cũng đã gửi các cái gọi là dự toán dự án các cái mô hình để thực hiện trên địa bàn xã để cho cái tổ tư vấn của huyện thẩm định để báo cáo ban dân huyện phê duyệt dự toán để thực hiện cái vốn sự nghiệp trong năm 2023. Huyện Mai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình theo hướng đổi mới cách thức nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể trong việc thực hiện chương trình. Qua đó nâng cao ý thức tự giác, chủ động nắm bắt cơ hội vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Israel vừa cho biết sẽ cho phép vận chuyển thực phẩm, nước và thuốc men cho dân thường ở dải Gaza qua khu vực biên giới với Ai Cập, với điều kiện là không có mặt hàng nào trong số này đến tay của lực lượng Hamas. Thỏa thuận đầu tiên về hoạt động viện trợ được đưa ra trong chuyến công du đến Israel của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không ngăn cản viện trợ vào Gaza qua biên giới với Ai Cập. Chính phủ Israel nhấn mạnh rằng hàng cứu trợ chỉ được đến tay dân thường ở Gaza, đồng thời thực phẩm, nước uống và thuốc men sẽ là những nguồn cung cấp duy nhất được phép đi qua khu vực biên giới. Họ cũng cho biết sẽ duy trì phong tỏa viện trợ nhân đạo từ Israel vào Gaza cho đến khi các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ được thả ra. Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Biden đã cam kết hỗ trợ cả Israel và Gaza. Tổng thống Biden cho biết đang xem xét yêu cầu bổ sung trình lên Quốc hội về khoản hỗ trợ quốc phòng khoảng 100 tỷ USD, trong đó một phần sẽ được sử dụng cho Israel. Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ gửi khoảng 100 triệu USD viện trợ nhân đạo tới Gaza. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 9 cá nhân và một thực thể ở những nơi bao gồm Gaza, Sudan và Qatar vì nghi ngờ họ có liên hệ với lực lượng Hamas. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 10 đã có cuộc hội đàm bên lề diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã tái khẳng định mối quan hệ song phương chặt chẽ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga, hai nước sẽ góp phần duy trì công lý quốc tế và thúc đẩy sự phát triển chung trên toàn thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Putin cho rằng trong điều kiện khó khăn hiện nay, việc phối hợp chính sách đối ngoại chặt chẽ là đặc biệt cần thiết. Nga và Trung Quốc đã và đang làm điều đó. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí sẵn sàng hợp tác để tiếp tục nâng cấp quan hệ song phương. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và Trung Đông, bao gồm cả cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Triều Tiên lần đầu tiên sau 5 năm qua. Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Cho Sun-hui được cho là đã hội đàm về việc mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và kinh tế.
Ngoại trưởng Lavrov thực hiện chuyến thăm kéo dài 2 ngày đến Triều Tiên theo lời mời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Theo truyền thông Nga, tại buổi tiệc chiêu đãi, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng chuyến thăm này sẽ mang lại cơ hội quý giá để xem xét kỹ lưỡng và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Cầm quyền của Triều Tiên đưa tin rằng Ngoại trưởng Châu bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên sẽ được mở rộng lên một tầm cao hơn. Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại vùng Viễn Đông của Nga hồi tháng trước. Ngày 18 tháng 10, chính phủ Mỹ thông báo đã nới lỏng phần lớn các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Venezuela sau khi chính phủ Venezuela đạt được thỏa thuận với phe đối lập về cuộc bầu cử năm 2024. Bộ Tài chính Mỹ cho biết trước những diễn biến tích cực tại Venezuela, Bộ đã cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí, vàng của Venezuela cũng như dỡ bỏ lệnh cấm đối với hoạt động thương mại tại thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng điều chỉnh hoặc thu hồi quyết định này nếu chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không tuân thủ cam kết trong thỏa thuận với phe đối lập. Quyết định này đánh dấu bước tiến đáng kể trong cách tiếp cận của Washington nhằm gia tăng liên hệ với chính quyền của Tổng thống Maduro, đảo ngược chiến dịch gây sức ép tối đa đối với quốc gia Nam Mỹ này, vốn từng được triển khai dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn. và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.